Cần luôn anh. Nó lôi đi. Anh nhiều, anh nhiều không? Cầu cướp như cọng tóc của mình vậy mà. Hả? Cọng cướp nhỏ lắm, như cọng tóc mình vậy. Ghê. Ôi, con này. Ở chết trên cùng nghe anh em. Con thứ bảy nghe anh em. Con này giật rộng vai ra luôn. Ấy, chạy đâu à? Con to ghê đó. Bữa đâu có thấy con nào to vậy đâu. Nó cả này không chứ. Dạng chẳng nhau không? Con thứ bảy nha anh em, ăn miệng xịn sò rồi nha. Cũng dữ rồi. 12 giờ mà. Ba cân. Con này hơn á. Nặng á, bự á. Bao cá cho hảo YouTuber nghe anh em. Con đầu tiên. Đi số 25 được rồi. Con thứ hai nghe anh em. Cá ăn lia lịa. Đừng làm anh em bối rối hả ơi. Mồi bén bay. À, ông cường đâu nó xuống đó nữa, rồi cho ông cường giật cá nghe hảo. Ủa anh câu có cục mồi ông nội ơi. Ăn nghe hảo ơi. Xuống anh chơi Bảo ơi. Bảo cá ăn thiên luôn nha. Cá ăn lia lịa.
Nó già chỗ ông Hảo ông bày luôn rồi kìa. Báo cá cho Lý Thiên. Đà đà sung ghê gáy. Nó chụp luôn rồi Hảo ơi. Chào cụ Tiến nha. Cá ăn lê lệ cụ Tiến ơi. Khỏe em ơi. Chắc hôm nay mệt với thằng Hảo rồi. Ồ, bên kia lên nữa kìa. Cá này cá cần đơn mà ăn lia lịa. Xuống anh chơi Tiến. Tiếp con thứ tư cho Hảo nha. Bữa nào nắng nắng này xuống. Ừ, kêu nãy giờ. Nhanh Thiên ơi, chậm quá Thiên ơi, Hảo bốn con rồi. Chuyện qua anh đánh địch đâu kêu. Bệnh nhân Hảo luôn. Bữa nay sốt với Hảo luôn rồi. Bệnh gì? Tiếng kêu nay bệnh với Hảo rồi. Ồ, con bệnh thứ năm. Bệnh thiệt luôn rồi. Ồ, cá này như vậy mà nó cảo vô cào cào ao ao không nổi. Sốt luôn. Thấy mồi đi Thiên. Xuống thì kích cái không ăn là tao thấy mồi liền. Cá thịt làm như cá game á ông nội ơi. Như clear. Chung chung luôn à. Chung chung. Đó, bông luôn. Từ 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 từ, còn đó. Nó về một bầy ngay đó luôn mà, nãy thấy nó đi mà. Thầy mò đi Thiên. Lâu vậy? Quanh cái phao của con Hảo luôn kìa. Quất. Nó ăn nãy rồi không đánh. Nó ăn hồi nãy nó đứng phao hồi nó tụt xuống mấy má lóng liền luôn. Mì ướp lan ha. Rồi hải ra một hai ổ mì. Bịch nó. Đổ cửa. Đó. Chết Thiên Hảo luôn. Thiên Hảo chết Thiên Hảo luôn. Sốt Thiên Hảo luôn. Tiếng kêu sốt luôn rồi. Bệnh luôn.
Hai con đẻ luôn, con 6 con 5 con. Bên kia thì 6 con đen thui, còn thằng này thì 2 thằng nâu, 3 thằng đen. Có gì đâu. 2, 4. Cái file còn quậy. Xong rồi. Ngày hôm qua kia bà Thu mua mấy trăm thịt đó. Thì Nam đem xuề, thì Nam đem xuống. Nó thịt bà vẽ mua. Người qua bà nói đâu thấy à? Để gì qua không để. Bà nói tao mát rồi xong rồi mua thịt về cho tao. Bà nói mát á. Mua đi con, mua đi vài bữa có tiền trả. Không có tiền thôi. Cá lên ly lệ luôn. Cá ăn bữa nay, bữa nay ăn điều hiểu ăn điều. Ăn điều rồi đó. Ăn điều á. Cá ăn quá trời bà con ơi. Ai không có cá, cá ăn đều hết luôn. Cá ăn quá trời cá ăn. Thả xuống là bén, thả xuống là bén. Lia lịa. Tí nó đại sư nào tới mang cái mền cho cái hồ mượn luôn chứ. Sốt rồi. Nhá. Hồ sốt luôn rồi. Nhà còn cái mền nào dày dày anh Cường? Lát cho mượn cái, hôm nay muốn sốt à. Đúng chưa? Cá này ăn quá, muốn sốt. Nên muốn sốt, mượn mền dày dày nữa. Cá ăn lúc sức và chủ hồ sốt luôn. Tại quá, giờ pha mồi sao á. Giờ chỉ có ông Cường cứu mình, nhờ ông gần về cứu với mấy đại sư này, nhà xa mắc câu đâu về lấy được. Chỗ này nó hơi dơ, số 1 nó hơi dơ. Nó lầy, chỗ này nó ướt nước hết rồi. Báo cáo cho Cường lịch sự anh em ơi. 4 con mà bắt được 5 con bắt được 2 con à. Còn lịch sự yếu quá. Cá quá trời. Một cần câu mà mắc 2 con. 2 con. Số hay sao? Nó số em. Số. Bóc cho lâu hay sao? Người được mấy số? 2 Để 4 số nha. Lấy 4 số. Số 10. 13, 26, 13. Từ số 1 từ đâu à? Số 1 ngay 1 đây, mà số 1 hơi dơ. Số 1 này để ứng. Lấy số mấy? Số 6, số 10, số 13. Em lấy số 2. Bên kia lên nữa nè. Anh Trọng có cá rồi này. Thành ơi. Anh Trọng có cá rồi kìa. Bên kia hả? Ở trên cùng hả? Trên cùng là 26. 26 hả? Mà lấy số 6 đi rồi. Ô khoa báo cá luôn. Mấy ông này dồn dồn bắt bờ hay ta? Có. Đi trên này nè nghe, đi dưới này dơ lắm. Đi đó hả? Ơi.
Từ hết trơn lắm. Cá quá cá rồi. Mạng bị gì không ơi? Số 10 hả? Số 10 đi đằng kia kìa. Đi đằng trên á, đi trên cho sạch. Can điều hồ mà. Lên chờ em xíu báo cá nha. Báo cá hả? Đâu anh đang báo ý là lên thì chờ em tí thì đâu cá. Không em về. Đi sổ đi. Ok luôn. Mai này câu vậy. Thầy. Hả? Mai cá ăn lắm anh con. Có. Thì nuôi này. Thật đó trở về. Mai cá lắm. Tụt luốc luôn rồi bác Thành ơi. Một ca cho Hảo idol. Đây. Đầy vỏ luôn. Còn anh Lý Thiên nữa, anh Lý Thiên cũng nhiều lắm.
Nếu hồ ăn đều hết. Nãy cái tay nó dơ không biết nó bỏ vô luôn cho. Từ chừng trơn á. Chừng trơn. tí ra cho xem mặt miếng nha bạn Hảo. Tiễn ra tận chỗ luôn. Tay người ta vậy thôi. Ra coi cá. Mở chắc nhảy cho đầy mặt quá. Đó, kéo ra đi. Chắc nhảy cho đầy mặt luôn. Đợi gì xíu đi. Rồi. Một giỏ, một ca câu của Hảo idol, một giỏ luôn. Okay. Cảm ơn bạn Hảo luôn. Ăn như chó hả? Ăn như cuốn. Tự nhiên chưa nắng thấy nóng quá, thấy lạnh quá. Chưa nắng mà chưa hồ thấy lạnh. Cá con quá giặt mẹ ơi. Trời ơi. Đừng học được cái chân đỏ đá đi siêu nha.